Em xin chào toàn thể anh em. Tiếp tục xin được lên cái clip mới giới thiệu với anh em về cái combo tủ đài full loa đến từ thương hiệu Bioner nha anh em. Em này là Bioner FD6600, một combo tủ đài full loa và bao gồm là 4 cái loa, hai cái loa lớn là hai cặp phân là phong là loa chính, hai cái rìa là hai loa phụ nhỏ ha, và cục máy giữa nha anh em. Bộ này thì là hàng nội địa Nhật, về từ Nhật, và nguồn điện thì cũng là AC 100V như tất cả những cái bộ em hay giới thiệu với anh em ha. Đặc biệt thì em này nó được về nó full lo, nó có đủ 4 lo luôn, nguyên bộ đúng complete luôn ha. Catalog, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ theo máy luôn nha. Bên người ta dùng còn rất là kỹ nên bảo quản kỹ, về mình cũng còn được cái catalog và cái máy nó rất là đẹp. Thì máy này sử dụng gồm đầu độc âm thang, radio AM FM và ngõ tín hiệu tép monitor từ ngoài vào. Cấu hình lo thì cũng rất là đặc biệt, bộ này thì cũng là đẳng cấp. Thì bass thì là lồng vàng màn SB, mic cũng là lồng vàng luôn, cái lo mic của cái lo lớn là lồng vàng luôn, và một cái chép gọi là một cái chép fit rất là to và cho chất âm rất ok nha anh em. Còn cái cấu hình của lo phân nhỏ này là một bát toàn giải 16 và một cái chép giấy 10 cm, tuy là lo nhỏ nhưng mà chép cũng rất là ok, to và bát toàn giải 16 ha. Tất cả hoạt động hoàn hảo các tính năng. Thì bây giờ xin đo cái kích thước để anh em có thể tham khảo ha. Em chỉ đo cục máy chính, không tính lo nhỏ nha, không tính được lo phụ nha. Chiều ngang của bộ này là 1m46, 1m46 thì chiều ngang khi gấp lại với nhau, và chiều cao của nó là 63 cm, sâu thì là 39 cm. Cái lò nhỏ đây, lò nhỏ cao thì là 42 cm nè, ngang 28. Thì lo nhỏ anh em có thể để trên cái nóc lo này cũng được, hoặc là nếu mà đúng cái thông số của hãng thì cặp lo nhỏ này nó sẽ nằm sau cái tai nghe của mình. Đó, cái lo chính là mình để trước tai để mình nghe, và cặp lo nhỏ này nó sẽ nằm ở đằng sau gáy lưng của mình, sau lưng mình, ở đằng cái sau cái tai nghe của mình, để nó tạo một cái hiệu ứng gọi là âm thanh vòm, theo cái kiểu mà âm thanh vòm giống như là âm thanh xem phim đó, nó tạo cái không gian đầy cho cái phòng mình ha. Ok anh em, thì sơ bộ quay cái ngoại hình để anh em tham khảo một tí xíu, rồi em sẽ tiến hành test máy để anh em thưởng thức và cũng như là tham khảo. Thì đó, đây là ngoại hình em, nó cũng rất là đẹp ha. Đây, phần nóc máy đây, liền lạc vân màu rất là đẹp, vân gỗ rất đẹp ha. Đây thì em có kê cái này lên để dựng cái catalog. Đó. Thì đây là catalog của hãng. Đây. FD6600 ha. Đây là hướng dẫn sử dụng. Đó, đây là hình thông tin của mặt máy nè, tất cả các tính năng nhưng mà tiếng Nhật không anh em. Nội địa Nhật mà. Bộ này nguyên zin, kim zin theo máy luôn ha. Đây là sơ đồ sử dụng cho cái mặt đích, kết nối những cái thiết bị đầu ngoài vào. Và lo nè, theo anh nói thì anh em có thể thấy ha. Đây cặp lo phân nè, phong là cặp lo chính nè, đằng trước tai nghe nè. Cặp lo rear là cặp lo phụ nè, nó sẽ treo ở đằng sau đối xứng với cặp lo trước. Khi mình treo lên trên cao một tí xíu cũng được, và tạo cái hiệu ứng âm thanh vòm rất là hay. Khi anh nghe ở cái chế độ 4 signal là 4 lo đó. Đó, đây là catalog ha. Thì ở đây là thêm, nó còn thêm một cái cuốn này là tất cả các đời model của Bioner tủ đài ha. Như 77, 616, 9000, rất là nhiều, S900, tất cả các đời model nằm trong đây. Và thông số nằm đây hết ha. Đó. Đây là những cái complete rời ngoài nữa nè. Đó. Đó là đi theo của catalog. Rồi, đây là phần trong máy, mâm thang,
Model bấm thang bán tự động, mình đưa cần vào hết để cần tự động ra. Và này là kim zin theo máy nha anh em ha. Đây phần mặt máy, nhôm phay, nút bóng, phay bóng rất là đẹp. Và cái nền này là nền xanh, nền đồng hồ vu màu xanh đẹp, vu xanh và số đài FM cũng xanh đẹp ha. Đây là chuyển cổng nè, 4 channel Equa Matrix nè, 2 channel là 2 kênh nè. Ở đây có một cái hộp để đệ đĩa, để đầu CD rồi đó. Lo thì cấu hình lo thì bát màn SB lồng vàng. Có thể là ở đây thì không thấy được nhưng mà soi đèn là thấy. Em có chụp thông tin chi tiết rõ nét để anh em giao lưu. Thì anh em có nhu cầu hoặc cần thêm thông tin thì cứ comment Zalo cho em, hoặc là số điện thoại là 0908 217658. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho anh em ha. Ok, bây giờ thì sơ bộ vậy rồi, thì chắc tiến hành là test máy để anh em tham khảo, cũng như là nghe thử và tham khảo ha. Trước tiên thì em sẽ cho chạy phần mâm thang ha. Mâm thang đây, hơi bụi, đưa cần vào, hết đĩa cần sẽ tự động ra nha. Chuyện buồn vui chia ly trùng phùng, khi em cất tiếng hát lên đàn năm xưa vang khúc tình ca, lời yêu đương nghe vẫn xa quá xa, từ bên kia hình bóng quê nhà. Chất âm của em này rất là ok nha. Sáng cái dãy trên cũng như là bass thì sâu cũng mềm và mềm. Với những cái dòng tuner mà màn SB lo mà màn SB thì anh em có thể biết được là nó rất là hay ở cái phần lo SB là dòng cao cấp rồi. Khi em cất tiếng hát lên, em sẽ biết sao chim lại hót, đời có cây hạnh phúc là hoa, và nụ hôn cho em mặn mà. Khi em cất tiếng hát lên, nhà trong thôn vang tiếng mẹ ru, tình bao la trong chiếc nồi ấu thơ, là tiền thu từ cõi mong chờ. Mâm thang ha, radio thì FM nội địa Nhật, FM 90 thôi nha anh em. Đài là không tới rồi. Chỗ thoáng thì anh em bắt được 91, 92. Như em thì buổi tối mở đèn nhiều với lại cũng khuất cái đài FM lắm, nên là đài nó sẽ không tới. Thì chủ yếu là mình sử dụng AM. 2021-2016 đơn vị bầu cử số 25 Châu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, chuẩn đô đốc Thiếu tướng Phạm Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh, ông Hà Tấn Lộc, Bí thư Đảng ủy. Rồi, về phono lại nè.
tăng bát để chúng ta bát chế. Vào đá bê,
này giới thiệu với anh em về cái combo tủ đài full loa Bioner FD6600. Thì tới đây em cũng xin kết thúc clip ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm cũng như là theo dõi ủng hộ video cũng như là shop. Thì hẹn được gặp lại anh em với những clip tiếp theo, xin được giới thiệu những sản phẩm mới hay và độc lạ đến anh em. Chân thành cảm ơn và kính chào anh em.